Bác bác nhé. Cút cách cũng có rồi, chia sẻ một đoạn thôi. Cây khá to, con này vành của hơn 100 trăm anh nhỉ, 101, 102 này. Căn này nó cao khoảng tầm 45 phân thôi. Hoàn thiện cao chắc khoảng tầm 55. Nói chung con này thì bây giờ tầm Tết này thì bảo không mua, mua cố tầm này thì mới mua được. Các bác ấy tầm bình thường có mua. Đấy. Thì hôm nay nhà. Đấy, vâng các bác nhé. Hôm nay là gần Tết rồi, hôm nay 15 rồi. Hai cái hôm trước thì quá. Mình cố gắng đốt tốt nữa. Em cảm ơn anh nhé. Đây ở nhà đang giảm chiều của thủ này. Tôi tặng kia mai đi trồng thì mai kia thì lên chậu đi một sai để quay thì đi các bác nhé. Các bác bỏ đây. Em cảm ơn anh nhé. Ok ok. Xin chào tất cả quý bạn nhé. Lâu lắm rồi thì em một sai cũng không lên sóng. Nhưng mà cái hôm nay em một sai chia sẻ và giao lưu với cô Chi đây. Thì này thì Imosai giao lưu với Lam Đức các bác nhé. Thì này thì mình chia sẻ khá nhiều, đặt trên kia thì nó hơi bị chặt, mình cũng quay xung quanh. Đây là một cái cốt thi đang làm các bác nhé. Anh em chơi cây lùn lực nhưng hiện tại là cây cái này cây chuột cây của nó rất chuẩn form, đấy, nó phát lên khoảng tầm gần 30 phân bắt đầu Imosai cho đóng bóng thôi nhé. Cây mà chơi lùn quá nhìn nó không khoái. Nói chung chơi cây là nó lùn lực nhưng mà nó phân phải phân bố được tay coi nhá. Cây này nó nhìn nó sụn xịn phê lắm các bác. Những cái bộ đòn của nó các bác nhá, đây những bộ đòn này to hơn cổ tay của mình này, giật được 1, 2, 3, 4 độc đoạn ngắn là đã 4 này. Ra đây thì bắt đầu đóng bóng rồi. Nói chung là con này nó rất hầm hố coi nhá. Đây. Mặt sau của nó rất là sụn. Nhưng mà con này nó quý ở những cái tay đòn cả bả vai này, cái tổng bóng dáng của nó rất là đẹp coi nhé. Đấy. Cho cụ về Lam Định các bác nhé. Tí nữa thì để chỗ vườn anh Toàn anh em này sẽ làm một cái video giao dịch. Thôi từ đợt này Tết thì em có sai giao dịch kia này hoặc có giao dịch nổ thì em có sai sẽ quay. Đợt này em có sai cũng không quay. Từ 3-4 tháng nay rồi cũng lười đi quay.
em vội quá em phải quay một đoạn. Cảm ơn em nhé. Chúc em gia đình mạnh khỏe, năm mới mạnh khỏe. Em buôn bán may mắn lắm. Con này vanh của nó chắc phải tầm 90 đấy. Cao chỉ tầm 30 thôi. Cây rất lạc, chất chất này là chất xi rất là khỏe đẹp luôn nhé. Nó được cả dòng da này, chất lá thì là xi đỏ. Đỏ tía, lá tròn dày. Còn cực chất luôn. Nói chung là về trả được 5 bao thôi. Nói chung là đồ đẹp thì mỗi anh em chơi được. Sụn chỉ cái đây là cây cổ của ngày xưa này. Đấy. Cụ chế tác lại. Những cái phần mầm nhé, Yên có sai chia sẻ với các bác là cái cút này. Đây là cái cút cành mà cắt này, nó còn có thể là lở được nữa. Đây những cái phần này là cái cành mầm vẫn lên đấy, đang bật mầm lên này. Đấy. Những phần mà này lên sau này nó méo càng những phần to như này thì thân nó càng lở nữa. Các bác mà nuôi được con lở kinh lắm. Để cái chất bút này. Rất là đỏ nhé. Các bác để ý những cái phần cây già nhũn rồi. Đây cái nhá. 1 2 3. Ok. Đó thì đây là một cốt sư thúc số mình. Cũng giá cũng tương đối hợp lý các bác nhé. Còn các bác nhá. Hôm nay cuối ngày rồi thì hôm nay cũng là 26 27 Tết rồi. Đấy, múc lốt con si của anh Nick. Con này im một sáng tích từ rất lâu rồi các bác nhá. Con này nhìn ngoài nó gầm gầm gì á. Đấy hôm nay lại cho vợ đi một cây. Đấy, cảm ơn anh để cho em một con si ưng ý về nuôi các bác nhé. Về tủ này thôi. Đấy. Ok anh. Đấy, đây là con này một sai giao lưu một tác phẩm xanh. Tác phẩm xanh thì nhìn trông như con kỳ lân. Chỗ vanh gốc này, chỗ bì này, vanh. Chúng ta xem kỹ chi tiết này. Chất nam liền rất xịn các bác nhé, rất là già rồi. Đây cái chậu này thì to hơn ngón tay cái tí. Một cái cây giá này rất hợp với anh em chơi. Mình qua xem cái cành cũ của ai. Đây để mình cho một chút nước vào bát xem nhé. Mình nhìn cái cành cũ con gà nhũn như này, đây mình phóng gần một chút. Rồi đấy, đuôi các bạn thành ra như này, đây là rất là ok. Quay coi nhé, bàn xoay em đã trên tầng mất rồi, quay các bạn xoay nhìn quay thân mẹ rất là đẹp. Rất nồn, trông như con nghê quá nhỉ. Này em chuyển đi xa này là cũng không xích được theo thì nó lâu rồi. Nó công một chút thì chuyển giúp anh em lên có bố thương nhé.
mua cây mà chơi cây đào cây quất đấy không? Thì anh Hiếu ở trong làng cây thì anh người rất nói chung là tầm này là em nó đến nó ủng hộ mình thì người khác giá hơn không bán bán cho em ít tiền hơn thế là sướng không? Và em cảm ơn anh nhé. Ok rồi, ok đây. Mình rất là thích cái form này, bên kia cũng có một hai cây như này cũng giá thì tương đương như này nhưng mà cái cốt này nó đẹp hơn. Đấy, còn mình review các bác xem một chút nhé. Vâng các bác nhé, đây thì Yamo Sai chia sẻ các bác. Đấy, cứ thế này vứt quẳng lên tầng luôn các bác ạ, còn năm sau tính tiếp. Đấy các bác, hôm nọ đi bảo thôi bán nốt cây này là Tết sau mua nhưng lại mua 3-4 cây rồi. Thôi nhưng lốt cây này là cây cuối cùng rồi. Lốt cây cuối cùng này. Đấy. Thôi tí về thì em một size chia sẻ nhá. Đây thì mình tầm này cũng khá là muộn rồi. Hôm nay chúng đây cũng rất là có cái duyên, nhiều lúc mang tiền đi mua cây là không mua đâu nhưng nhiều lúc đi chơi lại mua. Sản phẩm xanh ngàn tiền này anh em ưng là Yamo Sai sẽ chuyển nốt cho anh em nhé. Đây đây một cái tác phẩm xanh rất là già đó nhé, bông dằm hoàn thiện một tít rồi. Hơn 20 triệu tí đó. Cái này anh em dí đá vào vừa được cái phần thêm phần bậy dí đá lửa ở những phần này nâng hẳn cao tí lên anh em lướt chơi thì rất là lỗ hết bệ nhãn rồi, tác phẩm rất là đẹp. Còn đây là một cái cốt 5 liền này, có rất nhiều cây mình giới thiệu mình rút ở dưới phía này thôi. Đây là một cốt 5 liền rất là đẹp, cây này thì chất rất là đẹp không nhé, chất khỏi bàn rồi. Nhưng mà ý là mình muốn chia sẻ các bạn ở đây này, cây nó quý cái điểm này như này. Nó được những cái tay này, cốt sẵn được những cốt sẵn to, lấy được những cái cốt mà to đẹp như này. Cốt trụ như này nó nuôi khá lâu. Cốt này thì rẻ thôi. Thì Yamo Sai nó mua đến 12 triệu thôi. 12 triệu cốt này. Chia sẻ với anh em, có học sẵn nên có thể alo trực tiếp tất cả những cây kia. Và nuôi thì nhanh, mới thay anh chậu đục lại thôi nhé. Đó, to quá nhé, chậu là 2 người B. Thì em luôn có thể là liên hệ trực tiếp với Mosai. Đi đây các thầy. Đoạn Tết là bán là cứ tiêu đã. Nhiều cây cứ bán vậy, con không có cây mới đi mua về. Mà thầy có nhiều cây cứ bán vậy. Nhiều mụn, nhiều lu, cục nhiều. Cho về Bắc Linh các thầy. Này là đi chuyển đây, con em chuyển cây Thái Bình đi vòng sang kia nhưng mà chưa ưng con nào ưng con này vào đây gặp. Con này cho nó là cái cây chứ anh nhỉ. Có vườn anh. Chuyển luôn rồi Bắc Linh các thầy nhá.
anh em ở xa đến nhà chú Bình, cứ đến đây Tết là chú bán rẻ nên cứ tha hồ mua. Nó sợ cái gì nó không vừa cái ấy. Cô đi mua kêu một chú bây giờ. Có tính sáng thôi. Có một đơn về nhà còn khách cưới. Chú gửi ngân hàng riêng. À không, nhà này không mà có một đấy. Mà ghi là kiểu gì phải có ngân hàng riêng thật. Có chứ. Có chứ. Bây giờ đi em hút một tiền ở nhà thì giờ nào nộ hết. Không, cái đấy là cho anh riêng đâu mà. Đặt tôi về nữa. Đặt tôi về đây nè. Đấy rồi. Chân mình nó cao sẵn rồi. Bỏ cái chân đi ta, bỏ cái chân. Để bếp bỏ lại đi ra, bỏ cái chân đi. Tưởng cao chứ khoảng tầm 5-60 cây này, cả chậu như này đặt như này là đang hiện tại là đang cao 1m4, 1m5 các bác nhé. Hôm nay có việc đi là hơi muộn một tí. Cảm ơn tất cả các bác nhé.